Xin chào các bạn, phía bên phải chúng ta là dự án căn hộ Lumiere Riverside. Dự án căn hộ Lumiere Riverside được đầu tư và phát triển bởi Masterise Home. Đây là dự án tiếp theo nằm trong chuỗi thành công của các dự án đã được triển khai do Masterise Home làm chủ đầu tư. Lumiere Riverside sở hữu quỹ vị trí vàng trên mặt tiền đường xa lộ Hà Nội và cũng là quỹ đất cuối cùng tại Thảo Điền, hứa hẹn sẽ là nơi an cư lý tưởng, ngôi nhà đáng mơ ước dành cho những chủ nhân tương lai. Vị trí dự án căn hộ Masterise Lumiere Riverside được tọa lạc tại số 628A xa lộ Hà Nội, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án liền kề với Masterise An Phú, nơi đây chính là khu vực hội tụ cộng đồng cư dân tinh hoa. Hàng loạt dự án trên tuyến đường có thể liệt kê như Masterise Thảo Điền, Masterise An Phú, Gateway Thảo Điền, The Vista, The Nassim. Với sự quy tụ của các siêu công trình cho thấy được vị trí cực kỳ hấp dẫn mà Masterise Lumiere Riverside đang sở hữu. Masterise Lumiere Riverside được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 1,2 ha với mật độ xây dựng 35%. Quy mô dự án bao gồm 4 block cao 36 đến 48 tầng với khoảng 1.000 căn hộ chung cư. Với tiến độ hiện tại, dự án chuẩn bị đổ sàn tầng thứ 3. Các căn hộ tại dự án được chia thành 4 loại chính theo thiết kế: một phòng ngủ 54m2 đến 60m2, hai phòng ngủ 65m2 đến 75m2, ba phòng ngủ 98m2 đến 108m2, bốn phòng ngủ 140m2. Ngoài ra còn có một số loại hình căn hộ đặc biệt khác với số lượng nhỏ như duplex, shop house, penthouse. Masterise Lumiere Riverside sở hữu vị trí đắc địa trong khu quần thể khu đô thị cao cấp tại thành phố Thủ Đức. Xung quanh dự án là tổ hợp các tiện ích như trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Thảo Điền, Estella Mall, trường học quốc tế, bệnh viện quận 2, Vinmec. Dự án căn hộ Masterise Lumiere Riverside thành phố Thủ Đức có đơn vị phát triển là công ty cổ phần phát triển bất động sản Masterise Home thuộc tập đoàn Masterise. Dự án có đơn vị thi công chính là Newtecon. Masterise Lumiere Riverside được ra mắt lần đầu vào năm 2020 với tên gọi Masterise Parkland.